Đây là thì quá khứ mà cơ bản, căn bản. Bởi vì nếu mà nói về quá khứ đó, thường người ta dùng sử dụng thì quá khứ đơn nhiều hơn là những thì khác. Thì chúng ta sử dụng thì này khi nào mà chúng ta cần nói về những sự việc trong quá khứ và chúng ta không có những tình huống đặc biệt mà bắt chúng ta phải dùng thì quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành hay là quá khứ tiếp diễn. Ba cái thì này chưa học mà bây giờ người ta đưa vô đây cho nên nghe nó hơi rối chút xíu, nhưng nó đơn giản đó là khi mà nghĩ về thì quá khứ đó, nói về quá khứ đó thì các bạn nghĩ ngay tới thì quá khứ đơn trước. Trừ những tình huống đặc biệt khác đó thì mình sẽ dùng những cái thì quá khứ khác, hoặc là thì hiện tại hoàn thành đó, nó cũng chỉ về quá khứ nhưng nó sẽ hơi khác một chút xíu. Thì nói đơn giản là các bạn cứ nghĩ ngay tới cái thì quá khứ đơn trước ha. Còn những thì khác đó thì nó sẽ cần có thêm những yêu cầu, những cái dấu hiệu khác nữa để mình sử dụng. Còn nếu không có những dấu hiệu đó thì các bạn cứ dùng thì quá khứ đơn thôi. Những dấu hiệu đó là gì thì đợi đến khi nào mà học những thì này đó thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Trong cái công dụng đầu tiên đó, nó có bốn công dụng nhỏ. Thì mình nói về phần đầu tiên là những hành động, những trạng thái hay là những thói quen mà đã kết thúc ở trong quá khứ. Các bạn nhớ rõ nha, đây là những hành động, thói quen hay là những tình huống, những trạng thái đó mà nó đã kết thúc và kết thúc trong quá khứ rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là hiện tại nó không còn nữa. Thì lúc đó mình dùng thì quá khứ đơn. Thì này nó cũng rất quan trọng, nó cũng quan trọng thứ nhất nhì so trong các thì, nó chỉ thua thì hiện tại đơn thôi. Cho nên các bạn cần phải lưu ý phần này nha, mình sẽ đi bài kỹ để các bạn nắm vững những thì còn lại đó. Nhất là những thì mà nói về tương lai đó thì nó sẽ bài học nó sẽ ngắn hơn một chút, nó không có sử dụng nhiều như là những thì này nên chúng ta có thể đi nhanh hơn. Nhưng còn phần này thì mình cố gắng đi cho nó kỹ một chút để các bạn nắm phần cơ bản. Rồi, công dụng đầu tiên là gì? Là chúng ta sử dụng thì này với những hành động đã kết thúc, những trạng thái. Các bạn, người ta dùng hai chữ đây là actions với lại state. Thì các bạn biết là trong động từ đó chúng ta chia thành hai nhóm chính. Thứ nhất đó là chỉ hành động và thứ hai là chỉ trạng thái, tức là state đó. Thì động từ đó lúc mà chúng ta chia dạng cái thể của nó đó tiếp diễn hay không đó, chúng ta sẽ dựa vào hai nhóm này. Nên các bạn lưu ý hai chữ này ha, action với state. Chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn với những hành động, những trạng thái hay là những thói quen đã kết thúc rồi, finished ha, đã kết thúc trong quá khứ, và chúng ta có một cái thời điểm xác định, một cái từ mà chỉ thời gian đó, một cái từ chỉ thời gian mà cái hành động đó nó xảy ra và nó kết thúc đó. Ví dụ như chữ ngày hôm qua ha, yesterday, last week, hay là at 2 o'clock in 2003. At 2 o'clock đây đó thì mình phải tạm hiểu đó là gì, là at 2 o'clock ngày hôm nay, nếu như mình đang đứng ở buổi chiều hay buổi tối sau khi mà đã qua 2 giờ rồi đó. Chứ còn nếu như mình đứng ở buổi sáng mà mình nói at 2 o'clock mà mình không nói rõ là ngày hôm nay hay hôm qua đó thì người ta sẽ hiểu nó là hôm nay, và 2 giờ thì người ta sẽ hiểu nó là tương lai nha. Cho nên cái at 2 o'clock ở đây đó các bạn phải hiểu là các bạn nói về buổi trưa thì các bạn đang đứng ở buổi tối hay là buổi chiều gì đó sau khi đã 2 giờ đã qua rồi. Thì lúc đó 2 giờ nó sẽ là bạn giờ của quá khứ. Và vào năm 2003 đó thì rõ ràng nó là quá khứ rồi. Trừ khi các bạn đi về quá khứ. Ví dụ I went to the cinema yesterday. Tôi đi xem phim ha, tôi đi xem chiếu bóng đó. Thời này chắc là không còn chiếu bóng nữa ha, thời người ta xài cái màn hình bự rồi xài kỹ thuật số hết rồi, đâu có còn chiếu bóng nữa ha. Tôi đi xem phim vào ngày hôm qua thì rõ ràng hành động mà đi xem phim đó, hành động cụ thể hơn đó là đi, nó đã xảy ra vào ngày hôm qua rồi và nó kết thúc ngày hôm qua rồi, hôm nay không có, hiện giờ đó nó không có xảy ra hành động đó nên chúng ta dùng thì quá khứ đơn. Tương tự như vậy thì sao, câu này vào năm 2007 đó thì chúng tôi đã ở bên Japan, ở bên Nhật cũng khá là lâu, một thời gian cũng khá dài, đại khái như vậy ha. Chữ spend là trải qua đó, nhưng câu này mà dịch cái nghĩa trải qua thì nghe nó hơi kỳ kỳ. Chúng ta cứ tạm hiểu đó là chúng tôi đã ở bên Nhật một thời gian cũng khá dài vào năm 2007
ví dụ như vài tháng hay là nửa năm gì đó chẳng hạn. Đó, các bạn thấy rõ ha, là những hành động này đó là đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ rồi, và trong hai câu này chúng ta đều có từ chỉ thời gian cụ thể, đó là hôm qua và năm 2007. Nhớ nha, hành động này đó nó đã xảy ra và nó kết thúc trong thời điểm đó, hiện giờ nó không còn xảy ra nữa. Mình hay nhấn mạnh chỗ này là bởi vì khi các bạn học tới thì hiện tại hoàn thành đó, hay là thì quá khứ tiếp diễn, rồi những thì khác đó, thì các bạn sẽ có sự phân biệt về lúc mà hành động nó xảy ra và lúc nó hành động kết thúc. Ví dụ như hành động mà mình một hành động nào đó bắt đầu xảy ra vào ngày hôm qua và hôm nay đó nó vẫn còn đang diễn ra, nó chưa kết thúc và tới ngày mai nó mới kết thúc đó, thì các bạn không thể dùng thì quá khứ đơn được, mà các bạn phải dùng một thì khác. Nếu một hành động đó mà nó bắt đầu từ ngày hôm qua mà nó kéo dài tới đến thời điểm hiện tại và nó vừa mới kết thúc, ví dụ như 2-3 phút trước đó, nó vừa mới kết thúc 2-3 phút trước thôi, nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm qua, thì các bạn cũng không dùng thì quá khứ đơn. Ha, mặc dù là hành động nó đã xảy ra và kết thúc rồi, nhưng các bạn không dùng thì quá khứ đơn. Cho nên các bạn nhớ nha, những câu này đó các bạn thấy rõ ràng là hành động đi và hành động trải qua đó nó đã xảy ra và nó đã kết thúc rồi ở một thời điểm trong quá khứ, và thời điểm cụ đó là thời điểm cụ thể, đó là yesterday và 2007. Nhớ nha, thời điểm cụ thể đó là cái từ rất quan trọng.